này. Cố lên tài xế ơi. Chào các bạn và mọi người nha. Rồi các bạn cùng xem ha. Qua wow, rồi à, cái miếng này nói chung cái đầu này nó hơi lung nha các bạn à, bây giờ hình như là hiện tại ở đây mình thấy hai cây đang chạy nha các bạn. Ôi con máy kéo lội kéo kéo các bạn. Ôi lé lé nước luôn má ơi. Vì đất ở đây nó dạng nó hơi thấp á. Rồi hiện tại thì bên kia cũng một cây. Cầu ở chạy đang lội nước ào ào luôn các bạn. Rồi hiện tại mình quay ở đây là ở Sóc Trăng nha các bạn. Kinh 90. Kinh 90 ngã năm Sóc Trăng. Đây là mình quay ngay trung tâm ngã năm Sóc Trăng luôn. Rồi coi kìa, ai cha, bạn ra tới đó kìa, cái gì vậy? Ồ, còn cái chiếc máy kéo đang bò nước kìa bạn, nó bị cảo nhanh tay các bạn không thấy được. Kéo đồ với máy kéo ở đây cái lượng hơi thấp nha các bạn. Coi nè. Ok à. Cũng tiếp không? Rồi, máy tiếp tục chạy nha các bạn. Nói chung nó hơi sâu thôi chứ thật sự nó không có phải lại. Dữ thiệt. Xém lại trời. Hay cha rồi, rồi chụp mấy mương nè các bạn ơi. Lọt cánh mương. Đi lọt cánh mương các bạn ơi. Anh em xuống cho cái đầu cho nó lên coi. Cảm ơn các bạn. Rồi cái này. Này là tiếp tục trô đầu qua các bạn. Dạ này kiếm đường ghe lên nha. Ghe lên kìa. Đúng rồi đó, cái này chúng ta trô đầu luôn qua đó. Rồi bây giờ anh em lại đông đông lên trô đầu. Rồi cây này thì cây 70 Thái nha các bạn. Nói chung mình qua tỉnh bạn mình quay, mình ở Kiên Giang nha. Mình qua Sóc Trăng mình quay thì cũng không biết là máy nào ở địa phương hay là chạy động nha. Mình thấy mình quay cho các bạn những người xem và tham khảo. Hôm nay mình đi xa qua tới Sóc Trăng luôn. Đó anh em đang vô.
chưa? Wow, đậm. Đó, hồ nước luôn nha các bạn ơi. Ở đây làm như tại cái chủng nó hơi sâu hơn. Cái đầu này thì nó hơi chủng đó. Tới mầm. Uống sớm đi nha. Uống sớm. Hết bài vô trên văn vào. Trời luôn rồi nha các bạn, trời chỉ mưa đang thu hết trơn rồi. Ở thòn cũng mới đăng các bạn rồi, cái đầu hồi nãy tính ra máy này mạnh ghê, nãy tưởng lúc lỗ này ha, hay vậy mà được xế xử lý hay quá lên luôn. Rồi bây giờ đang chạy nha các bạn ơi, miếng này nó nghe nó hơi dài nha, thăm thẳm lên tới đầu trên luôn á. Tải lúa không à, kéo này thì chờ. Rồi cây này thì cũng 70 thái luôn. Tại lúa anh em đang bỏ lúa qua. Nói chung hai cây này thì hàm còn hàm riêng hết nha các bạn. Trước mắt thì mình thấy còn hàm riêng hết luôn. Phủ bì 2m2, lọc lòng 2m nha. Quá trời cái đám mưa này rồi.